Vị trí thứ 6 là khối kiếm Eniken no Roshi kết hợp cùng quyển bách khoa côn trùng sẽ tạo ra một rider như một nữ chúa ong tấn công kẻ thù bằng những nhát đâm chí mạng. Thanh gươm được thiết kế là một thanh gươm nhỏ với khả năng chính là đâm. Nó có phần mũi kiếm nhọn hơn những thanh gươm bình thường, được tô điểm màu vàng và nâu trên toàn bộ thanh kiếm. Thanh gươm được sở hữu bởi Kamen Rider Sebela. Cô ta là một rider nữ thiên về chiến đấu về tốc độ cũng như những nhát đâm chí mạng vào người kẻ thù. Ngoài khả năng chiến đấu kết hợp nhuần nhuyễn với quyển bách khoa côn trùng và người sở hữu, nó cũng mang đặc trưng riêng Eniken no Roshi, khả năng điều khiển và thao túng khối, che mắt và hạn chế khả năng nhìn của kẻ thù. Khả năng ưu việt từ thanh gươm khối còn được thể hiện qua những đòn tấn công mãnh liệt từ cô ta, biến bản thân mình thành một đám khối để xuất hiện bất ngờ xung quanh kẻ thù, cũng như bản thân tan biến trở thành khối để né tránh những đòn tấn công hiểm hách, khiến chúng bay xuyên qua cơ thể của Rider mà không để lại cho họ bất kỳ tổn thương nào. Với những khả năng bá đạo như vậy, thanh gươm khối xứng đáng ở vị trí thứ 5.